Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với trang tin truyền hình địa phương của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Cao Phong. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại là tấm gương sáng ngời về nhân sinh quan cách mạng. Người là tấm gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đất nước ta, dân tộc ta tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh bởi người là kết tinh của 4.000 năm lịch sử và thời đại. Người đã để lại cho dân tộc ta một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp nối chỉ thị 03, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung mới, toàn diện và sâu sắc hơn. Nhân dịp sơ kết thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn phóng sự Huyện Cao Phong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tiếp nối chỉ thị 03, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị đã ban hành chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung mới, toàn diện và sâu sắc hơn. Với quyết tâm làm cho tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh mãi lan tỏa, thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã chủ động trong triển khai thực hiện chỉ thị 05 một cách khoa học, phù hợp với điều kiện đặc thù, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong 5 năm thực hiện thì chỉ thị số 05, nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có sự chuyển biến tích cực. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên, nề nếp. Mỗi cán bộ đảng viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, trong việc tu dưỡng rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự giác, gương mẫu trong lời nói, việc làm, tận tụy với công việc được giao, kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc cũng như những bức xúc của nhân dân, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế xã hội và công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn huyện. Ban tiếp công dân làm việc tất cả các ngày trong tuần thuộc giờ hành chính. Đồng chí Bí thư huyện ủy tiếp công dân một ngày trên một tháng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tiếp công dân hai ngày trên một tháng theo quy định. Giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện. Trong 5 năm qua, huyện đã thực hiện và tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên 10.000 hồ sơ các vụ việc nổi cộm bức xúc ở cơ sở liên quan đến đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời và dứt điểm. Lãnh đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đồng thời đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, nhất là học sinh trong các cấp học. Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị số 05 của các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, qua đó đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những khuyết điểm, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt, làm hình thức. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được 337 mô hình điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những kết quả đó đã và đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng Đảng bộ huyện Cao Phong trong sạch vững mạnh, phấn đấu huyện Cao Phong sớm về đích nông thôn mới vào năm 2025. Từ việc chú trọng triển khai thực hiện chỉ thị 05 một cách đồng bộ, kịp thời, đến nay, việc học và làm theo Bác đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và đông đảo tầng lớp nhân dân. Đã có gần 340 mô hình hay, cách làm hiệu quả, những tập thể tiên tiến, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo lời Bác, qua đó tạo sức lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Với 3 năm liên tục là đơn vị lá cờ đầu của huyện, trong nhiều năm qua, Đảng ủy xã Tây Phong đã chú trọng xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tây Phong đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hết quý 1 năm 2021, địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 13%, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5%. Với cái tiềm năng của đơn vị xã Tây Phong, thì trong những nhiều năm qua, chúng tôi cũng lãnh đạo và chỉ đạo bà con nhân dân tập trung phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăn nuôi nhiều hình thức, rồi là trồng các cái cây ăn quả. Thì hiện nay cũng đối các đơn vị thôn xóm cũng tiếp tục chăm sóc những cây diện tích cây cối núi để mà tiếp tục đảm bảo cái cây trồng để hàng năm phát triển thu nhập ở đối với bà con nhân dân. Thì với những cái kết quả trong những năm vừa qua, xã Tây Phong là một trong những đơn vị mà đã được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá xếp loại Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tục. Và trong năm 2018, 2019, 2020, xã Tây Phong cũng là được đánh giá và xếp khối thi đua của các xã thị trấn và được nhận cờ thi đua của tỉnh. Góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội chung của huyện, với sứ mệnh là ngân hàng chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong nhiều năm qua, bên cạnh thực hiện tốt sứ mệnh của mình, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Cao Phong còn rất chú trọng trong việc học và làm theo lời Bác. Phong trào lá lành đùm lá rách của đơn vị đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Chỉ tính từ năm 2018 đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh huyện Cao Phong đã quyên góp, tài trợ, ủng hộ được gần 7 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện trên địa bàn huyện. Trong nhiều năm qua, Công an huyện Cao Phong luôn thể hiện bản lĩnh người công an cách mạng, cống hiến tài trí đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mô hình camera giám sát an ninh trật tự và hoạt động giao thông do Công an huyện khởi xướng đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kiểm soát hoạt động giao thông trên địa bàn. Được triển khai từ tháng 10 năm 2018, đến nay mô hình đã lắp đặt được 40 mắt camera dọc tuyến quốc lộ 6 và các khu vực đông dân cư. Hơn 1,3 tỷ đồng kinh phí triển khai xây dựng mô hình được huy động từ sự đóng góp ủng hộ của các tập thể cá nhân trong và ngoài địa bàn huyện. Mô hình đi vào cuộc sống được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Còn với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cao Phong lại ghi dấu ấn với mô hình làng bản văn hóa quốc phòng khi đã cụ thể hóa chỉ thị 05 bằng nhiều việc làm ý nghĩa. Với mục tiêu xây dựng làng bản no ấm, không còn nghèo đói, sạch đường đẹp ngõ, không có dịch bệnh, gia đình hòa thuận, con cháu thảo hiền, làng xóm yên vui, và theo phương châm kiên trì, bước đi vững chắc, nhân dân ủng hộ, cán bộ đi đầu. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tăng cường tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ. Để việc thực hiện chỉ thị 05 đạt kết quả cao, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xây dựng tiêu chí chuẩn mực cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên gắn theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Cùng với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, gia đình ông Bùi Văn Tý trú tại xã Hợp Phong lại làm theo Bác bằng cách của riêng mình. Trên 1.400 m2 đất của gia đình đã được ông hiến để địa phương có quỹ đất xây dựng trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở mà không đòi hỏi tiền đền bù. Qua đó, ông đã góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện diện mạo nông thôn của xã nhà. Đầu tiên là cái chủ trong hai nghe có dự án đến là chưa có ai vận động tôi tư viện, cái trạm xá. Có cái lần thứ ba ấy là trường mầm non đấy, có xóm xã có vận động nhưng mà tôi nghe cũng nhất trí luôn. Còn trên mặt trận làm kinh tế, chị Vũ Thị Lệ Thủy, giám đốc hợp tác xã Ba Tê Farm, nổi lên như một điển hình tiêu biểu của giới trẻ dám nghĩ, dám làm. Gần 30 hecta trong tổng số hơn 40 hecta cam của hợp tác xã Ba Tê Farm được áp dụng phương pháp phục hồi chăm sóc cây cam bằng phương pháp hữu cơ đã giúp thương hiệu Ba Tê Farm tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trước những biến động bất lợi của thị trường.
Trên đây chỉ là 6 trong tổng số gần 340 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện chỉ thị 05 trên địa bàn huyện Cao Phong. Qua đó đã thổi một luồng gió mới, góp phần xây dựng nền tảng đạo đức xã hội tốt đẹp, góp phần làm cho cuộc sống của mỗi người dân trên quê hương Cao Phong ngày càng tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05, 80 tập thể cá nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện đã được Đảng bộ huyện tặng giấy khen. Một điểm chung từ những gương điển hình tiên tiến là họ đều xuất phát bởi những tấm lòng yêu nước, trọng nghĩa tình, tương thân tương ái với đồng bào, đồng chí và đồng đội, quyết tâm làm giàu cho bản thân và cho quê hương đất nước, vươn lên nắm lấy những hiểu biết mới về khoa học và công nghệ để lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Từ các mô hình điển hình tiên tiến trên đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Với những kết quả mang tính bền vững đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã được Đảng, Nhà nước biểu dương ghi nhận. Trong đó, năm 2016, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng nhì, Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Dũng Phong là đơn vị dẫn đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hòa Bình. 10 năm liên tục, huyện Cao Phong luôn đứng ở top đầu công tác thi đua toàn tỉnh. Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cao Phong lần thứ 28 xác định tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đồng thời xác định rõ nội dung đột phá cần thực hiện theo từng năm. Những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới thì thứ nhất là tiếp tục tuyên truyền sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thứ hai là gắn việc thực hiện chỉ thị số 05 với nghị quyết Trung 4 khóa 12 của Đảng và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 28 đã đề ra. Thứ ba là xác định rõ nội dung đột phá cần thực hiện trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm tạo chuyển biến rõ nét hơn trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thứ tư là đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo Bác, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan đơn vị. Thứ năm là chú trọng lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ đảng viên, người dân quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết dứt điểm và có hiệu quả. Thứ sáu là tuyên truyền nhân rộng các điển hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và xã hội, biểu dương khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến, các gương người tốt việc tốt. Thứ bảy là tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05, Cao Phong cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước đã tạo được bước chuyển căn bản trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Cao Phong đã gắn việc thực hiện chỉ thị 05 với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Tin tưởng rằng với những nỗ lực cố gắng trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, huyện Cao Phong sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện và quan trọng hơn nữa trong công cuộc xây dựng quê hương đổi mới đi lên cùng đất nước, xây dựng huyện Cao Phong ngày thêm giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang tin truyền hình địa phương của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Cao Phong. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau.